Cảm ơn Chúa vì giờ trong ơn của Ngài mà tất cả chúng ta có mặt trong ngày hôm nay để được ngợi khen thờ phượng Chúa và lắng nghe lời của Ngài, phải không ạ? Cảm ơn Chúa vì chúng ta còn sống động ở trên đất này để chúng ta ngợi khen và thờ phượng Chúa. Và cảm ơn Chúa vì trong tất cả mọi điều đều có sự hướng dẫn, đều có sự vô giúp và dẫn dắt của Ngài ở trên cuộc đời của chúng ta. Giờ đây chúng ta sẽ được lắng nghe lời của Chúa qua tôi tớ Ngài. À, xin mời ông. Xin kính chào Hội Thánh. Hôm nay chúng ta thờ phượng Chúa trong cái bầu không khí đó là người ta đang lo sợ ở bên ngoài, phải không ạ? Dịch bệnh. Ngày hôm qua thì trong một buổi chiều thôi thì cả nước Việt Nam có 129 ca nhiễm. Sáng nay nguyên một trong một đêm, sáng nay thì là thêm 127 ca nhiễm. Nhưng có một điều là nó nằm ở từ Quảng Ngãi trở về miền Bắc, miền Nam cho đến ngày hôm nay, sau từ ngày 27 tháng 4 cho đến bây giờ thì chưa có phát hiện một ca bệnh nào. Chỉ có một ca ở thành phố Hồ Chí Minh là từ Đà Nẵng, xin lỗi, ở ngoài miền Bắc đi vào, nhưng mà cũng đã truy đuổi truy theo dấu vết của F1, F2 và đã cách ly, không có lan ra cộng đồng. Dẫu vậy thì đâu đó nó vẫn còn có một cái tâm trạng là người ta lo lắng. Chẳng hạn như chúng ta đi ra ngoài đường, chúng ta thấy thông thoáng hơn, quán xá ít có người ngồi tụ tập hơn, những quán nhậu không có, tai nạn ít hơn, đúng không ạ? Và tôi tin rằng là những quán nhậu không có thì mấy mấy người vợ sẽ hạnh phúc hơn, tại vì không phải nặng nề về vấn đề của người chồng bị ảnh hưởng bởi men rượu. Rồi chúng ta chi tiêu cũng ít hơn. Có phải không? Hay là chi tiêu nhiều hơn ạ? Thu nhập thì cũng ít hơn. Mọi cái nó vượt xuống chút, mọi cái vượt vượt xuống chút. Dẫu vậy, Hội Thánh chúng ta vẫn có sự trung tín, có sự nhóm lại. Có nhiều anh chị em không dám để đến. Mỗi một người chúng ta cũng có cái quyết định của riêng mình. Điều đó không có nghĩa là em ta không có không có thờ vườn Chúa, nhưng mà có những trường hợp là họ không đến, vẫn theo dõi qua cái livestream của Hội Thánh. Nhưng mà sự nhóm lại, khi chúng ta tập trung nhóm lại, nó vẫn có mang cái tính gây dựng nhiều hơn, đúng không ạ? Khi gặp gỡ nhau, chúng ta có sự tâm tình thông công. Dẫu vậy, vẫn luôn luôn phải nhớ đi ra đường chúng ta phải bịt khẩu trang. Chúng ta có cái nước sát khuẩn. Nước sát khuẩn để đây không ai nhìn thấy hết trơn á. Chúng ta nên để nước sát khuẩn ở dưới để chúng ta có thể rửa tay khi chúng ta đi một cái chặng đường dài như vậy. Xin Chúa ban ơn để rồi cái thì giờ thờ phượng mà của chính phủ vẫn chưa có lệnh để ngưng sự thờ phượng toàn bộ. Cho nên chúng ta vẫn được chấp nhận nhóm lại từ 30 người trở xuống. Trong đầu tháng thì mới vừa bị dịch nổi lên, cho nên là chúng tôi quyết định là không có tập trung để kiêng ăn cầu nguyện. Nhiều anh chị em nói là bây giờ không kiêng ăn cầu nguyện không được, không kiêng ăn cầu nguyện Hội Thánh yếu lắm. Bởi vì có những cái giờ chúng ta dành riêng cho Chúa thì cái tâm linh chúng ta nó sẽ vực dậy, nó trở nên mạnh mẽ. Dù chúng ta có thời gian cầu nguyện cá nhân, nhưng mà cái sự cầu nguyện cá nhân là mỗi người thông công với Chúa, nhưng mà có một sự hiệp lại trong sự cầu nguyện, nó sẽ mang cái sức mạnh cho mỗi một người. Xin Chúa ban ơn để rồi tôi mà chị em chúng ta cũng sẽ có một cái sự dạn dĩ mạnh mẽ, nhưng mà cũng sự khôn ngoan ở trong cái việc mà chúng ta thờ phượng Chúa. Bây giờ thì xin chúng ta cùng nhau đến với lời Chúa. Chúng ta mở ra lời Chúa ở trong sách Josué chương thứ 6. Hôm nay chúng ta sẽ học cả chương thứ 6 này. Nó tương đối dài 27 câu. Nhưng đây là một cái câu chuyện rất là hay, để rồi chúng ta cùng sẽ được phước qua cái câu chuyện này. Lần nữa xin mời Thánh đồng đứng và chúng ta sẽ đọc đối đáp với nhau. Tôi đọc trước một câu và Hội Thánh đọc một câu. Ai có Kinh Thánh thì mở ra. Tôi vẫn thích ông bà chị em mở Kinh Thánh hơn là chúng ta nhìn lên máy. Tại vì khi chúng ta nhìn trên máy, chúng ta sẽ không nhớ
nhiều bằng chúng ta nhìn vào Kinh Thánh của mình. Dạ. Chúng ta sẽ cùng đọc đối đáp với nhau. Và Jericho đóng cửa mình cách nghiêm ngặt trước mặt dân Israel, không người nào vào ra. Vậy hết thảy các ngươi là chiến sĩ, hãy đi vòng quanh thành một bận, phải làm như vậy trong 6 ngày. Khi những thầy tế lễ thổi kèn vang, các ngươi vừa nghe tiếng kèn, hết thảy dân sự phải la tiếng lớn lên, thì vách thành sẽ sập xuống, rồi dân sự sẽ leo lên, mỗi người ngay trước mặt mình. Người lại nói cùng dân sự rằng, hãy đi vòng xung quanh thành, và những người cầm binh khí phải đi trước hòm Đức Giê-hô-va. Khi Giê-hô-sê đã nói cùng dân sự xong rồi, bảy thầy tế lễ cầm bảy cây đèn tiếng lan ở trước mặt Đức Giê-hô-va, vừa đi tới vừa thổi kèn, còn hòm của Đức Giê-hô-va theo sau. Các người cầm binh khí đi trước những thầy tế lễ thổi kèn, còn đạo hậu đi theo sau hòm, người ta vừa đi vừa thổi kèn. Và Giê-hô-sê có truyền lệnh cho dân sự rằng, các ngươi chớ la, chớ có tiếng hóa mình, chớ có một lời chi ra khỏi miệng các ngươi, cho đến ngày nào ta biểu rằng hãy la lên, bấy giờ các ngươi sẽ la. Hòm của Đức Giê-hô-va đi vòng chung quanh thành một bận, rồi chúng vào trại quân và ngủ đêm tại đó. Giê-hô-sê dậy sớm và những thầy tế lễ khiêng hòm của Đức Giê-hô-va. Bảy thầy tế lễ cứ đi trước hòm Đức Giê-hô-va, cầm bảy cây kèn tiếng vang, vừa đi vừa thổi, những người cầm binh khí đi trước họ, còn đạo hậu đi theo sau hòm của Đức Giê-hô-va, những thầy tế lễ vừa đi vừa thổi kèn. Ngày thứ nhì, chúng đi một vòng chung quanh thành, rồi trở về trại quân, chúng làm như vậy trong 6 ngày. Nhưng ngày thứ bảy, các người đó dậy sớm, vừa tưng sáng, và y như cách trước, đi chung quanh thành 7 lần, chỉ nội ngày đó họ đi chung quanh thành 7 lần. Lần thứ bảy, những thầy tế lễ thổi kèn, thì Giê-hô-sê nói cùng dân sự rằng, hãy la lên, vì Đức Giê-hô-va đã phó thành cho các ngươi. Thành và mọi vật ở trong sẽ bị phú dâng cho Đức Giê-hô-va, như vật đáng diệt, chỉ một mình Ra-háp là kỵ nữ, với hết thảy những người, hết thảy người ở cùng nàng trong nhà sẽ được sống, vì nàng đã giấu sứ giả của chúng ta sai đến. Nhưng hãy cẩn thận về vật các ngươi phú dân diệt đi, vì nếu các em diệt rồi, các ngươi đoạt lấy của đáng diệt đó, thì các ngươi sẽ gây cho trại quân Israel đáng bị diệt và gieo sự loạn lạc trong nông. Phàm bạc vàng và hết thảy vật bằng đồng cùng bằng sắt đều sẽ biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va, các vật đó sẽ nhập kho của Đức Giê-hô-va. Vậy dân sự la lên và những thầy tế lễ thổi kèn. Vừa khi dân sự nghe tiếng kèn, bèn la lớn tiếng và thành rừng đập. Dân sự leo lên thành, mỗi người ngay trước mặt mình, chúng lấy thành. Đưa gươm qua diệt mọi vật ở trong thành, nào là nam phụ lão ấu cho đến bò, chiên và lừa. Bấy giờ Giê-hô-sê nói cùng hai người đã đi do thám xứ mà rằng, hãy vào trong nhà kỵ nữ, biểu nàng và mọi người thuộc về nàng đi ra, y như hai người đã thề cùng nàng. Vậy hai người trai trẻ đã đi do thám sứ, bèn vào biểu Ra-háp, cha mẹ nàng, anh em và mọi vật chi thuộc về nàng đi ra. Hai người đem hết thảy gia quyến nàng ra và để ở ngoài trại quân Israel. Đoạn chúng phóng hỏa cái thành và mọi vật ở trong, chỉ để bạc, vàng và món chi bằng đồng, bằng sắt nhập vào kho của Đức Giê-hô-va. Và Giê-hô-sê bảo tồn sự sống của Ra-háp là kỵ nữ, luôn nội nhà của cha nàng và mọi vật chi thuộc về nàng. Nàng ở giữa Israel cho đến ngày nay, vì nàng có dấu sứ giả mà Giê-hô-sê đã sai do thám Giê-rô-cô. Bấy giờ Giê-hô-sê phát lời phàm ai khởi cạnh Giê-rô-sa-lê bị rủa xả trước mặt Đức Giê-hô-va, đặt nền nó lại, tất con trưởng nam mình phải chết, dựng cửa nó lại, tất con út mình phải chết. Vậy Đức Giê-hô-va ở cùng Giê-hô-sê và danh tiếng người đồn khắp trong xứ. Xin mời hội thánh đồng ngồi.
Chủ đề tôi chia sẻ với Hội Thánh buổi sáng hôm nay đó là chiếm Jericho. Đây là một cái câu chuyện mà dường như ai người tin Chúa khi đọc Kinh Thánh đều cũng rất là thích thú. Câu chuyện về triệt phá Jericho. Thậm chí có một nhạc sĩ đã sáng tác một cái bài nhạc đó là chiếm Jericho, rất là hay. Chúng ta biết đây là một cái trận chiến đầu tiên khi dân Israel bước vào trong xứ Canaan. Khi họ vượt qua Giô-đan thì thành trì đầu tiên đó là Jericho. Như vậy thì làm sao để có thể chiếm được Jericho này? Và Jericho này là gì vậy mà chúng ta cần phải chiếm? Và Jericho là gì mà phải triệt hạ nó xuống, nó phải bị hạ xuống? Và Jericho là gì mà Chúa không cho phép để xây dựng nó lại? Trước nhất thì ông bà chị em đã được đọc qua cái phần này, thì chúng ta thấy ở đây tôi chia cái phần này ra làm 3 phần. Cái phần thứ nhất đó là cái chiến lược của Chúa, cái phần thứ hai là thực hiện chiến lược, và phần thứ ba đó là hoàn tất chiến lược. Chúng ta đọc và chúng ta thấy rất là rõ, trong đoạn 5 chúng ta đã nói về cái việc mà Joshua đã thấy một cái sự hiện thấy, đó là một tướng đạo binh của Đức Giê-hô-va đã ngự xuống để hiện ra và gặp Joshua. Lúc bây giờ Joshua ngạc nhiên và Joshua hỏi rằng là ngươi là người của chúng ta hay là người của kẻ thù nghịch chúng ta? Và tướng đạo binh Đức Giê-hô-va nói gì? Không, bây giờ ta đến để làm tướng đạo binh Đức Giê-hô-va. Joshua bèn sắp mặt xuống đất lại và hỏi rằng Chúa truyền cho tôi tới Chúa điều gì? Tướng đạo binh Đức Giê-hô-va nói rằng hãy lột giày khỏi chân ngươi vì nơi ngươi đứng là thánh. Joshua bèn làm như vậy. Và sau cái sự việc Joshua lột cái giày ra khỏi chân của mình thì điều gì xảy ra bà chị em? Chiến lược bắt đầu được truyền bá. Tướng đạo binh Đức Giê-hô-va đã đưa ra một chiến lược. Trong một cái trận đánh, nếu như chúng ta không có chiến lược, chúng ta sẽ bị thất bại ngay từ vòng đầu tiên. Trong tất cả mọi công việc cũng vậy. Chúa Giê-xu dạy rằng trước khi chúng ta xây một cái thành, một cái tháp, thì chúng ta phải ngồi lại, chúng ta tính tổn phí để xem coi chúng ta có đủ sức để chúng ta có thể xây được cái thành đó chăng. Nếu như có một cái trận đánh mà chúng ta chỉ có một muôn, trong khi người một vị vua kia là nhiều hơn, thì chúng ta thấy rằng mình không đủ sức thì chúng ta phải cầu hòa. Đó là cái cách mà Chúa Giê-xu dạy khi chúng ta bước vào trong trận chiến. Ngày hôm nay tôi và chị em không có trận chiến giống nhân dân Israel. Vì sao? Vì Chúa Giê-xu đã chiến thắng cho tôi và bà chị em rồi. Nhưng mà tôi và chị em không có đánh trận cùng thịt và huyết giống nhân dân Israel, nhưng chúng ta sẽ đánh trận trong thuộc linh. Chúng ta cùng xem lời Chúa ở trong sách Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10. Câu số 11 ghi như thế này: những sự ấy có nghĩa hình bóng và họ đã lưu truyền để khuyên bảo chúng ta là kẻ ở gần cuối cùng của các đời. Từ câu 1 cho đến câu số 10 thì Phao-lô đã cho thấy hình ảnh dân sự ra khỏi Ai Cập. Họ được báp têm dưới biển và dưới đám mây. Rồi họ đi ở trong đồng vắng, họ lại thử thách Chúa, họ lại lầm bầm, họ lại quán trách. Và tất cả những cái điều đó khiến cho kẻ quỷ diệt đến, rắn quỷ diệt đến và làm tổn hại đến Israel. Họ kêu cầu cùng Chúa và Chúa đã kêu Moses làm một con rắn bằng đồng. Treo lên, ai nhìn vào con rắn bằng đồng đó, người đó sẽ được cứu sống. Đó là hình ảnh của Chúa Giê-xu chịu thương khó, Ngài bị treo lên. Và Chúa Giê-xu khẳng định là con người bị treo lên giường ấy mà ai tin đến Ngài được sự sống đời đời. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là đây, tất cả những điều này dường như là nó một câu chuyện của một cái dân tộc. Nhưng mà câu chuyện của dân tộc này nó lại trở thành câu chuyện của chúng ta. Câu chuyện của chúng ta nó không phải là câu chuyện giống như là dân Israel. Chúng ta không phải đánh trận với lại đạo quân của Jericho, với Ai hay là cả những các vị vua khác. Nhưng có những vị vua thuộc linh nó đang cai trị ở trên thần gian này. Có những giống dân như là Amorit, Jebusit, Redasit v.v. mấy cái xích đó nó ở trong tâm trí của chúng ta. Chúng ta cần phải triệt hạ nó. Nhưng mà chúng ta không phải đánh với bằng tay chân, nhưng mà chúng ta sẽ có một cái trận chiến thuộc linh. Sứ đồ Phao-lô đã nói điều này ở trong sách Ê-phê-sô chương 6 câu 12 như sau: vì chúng ta đánh trận không phải cùng thịt và huyết, bèn cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa thế gian mà tối, cùng các thần dữ ở các miền trên trời. Ngày xưa thì những người lính La Mã phải nịch dây, mang giày, áo giáp, gươm đủ thứ. Nhưng ngày nay chúng ta mang cái gì?
Hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc áo giáp của sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tinh lành bình an làm giày dép, lại phải thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ và cầm gươm của Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Cũng trong Ê-phê-sô đoạn 6 từ câu 14 đến câu 17. Trong Cô-rinh-tô thứ 2 chương 10 câu 3 và câu 4 ghi như vậy: vì chúng tôi dầu sống trong xác thịt, chớ chẳng tranh chiến theo xác thịt. Và những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy. Như vậy Phao-lô nói là không có tranh chiến trong xác thịt. Những khí giới mà ông có là để đạp đổ các đồn lũy. Đồn lũy đó là ở đâu vậy? Cô-rinh-tô nhì chương 10 câu 5: nhờ khí giới đó chúng tôi đánh đổ các lý luận, mọi sự tự cao nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ. Như vậy cái trận chiến mà sứ đồ Phao-lô nói đánh là đánh ở đâu? Đó là những cái đồn lũy. Ở đâu bà chị em? Có phải chúng ta đi đến những cái chùa chiền rồi miếu mạo bắt đầu chúng ta lại chúng ta đánh phải không? Không. Đây, đó là đồn lũy của tâm trí. Và muốn cho tất cả cái đồn lũy đó phải hạ xuống, bắt phục để vâng phục Đấng Christ. Nếu một người chưa biết Chúa, chúng ta rao giảng lời Chúa để bắt phục người đó cho Đấng Christ. Còn nếu chúng ta đã tin Chúa rồi thì những cái đồn lũy trong tâm trí chúng ta, như đồn lũy cay đắng, đồn lũy tổn thương, đồn lũy hận thù, đồn lũy tà dâm, đồn lũy thờ hình tượng, đồn lũy ô uế, tham lam, nói dối vân vân, nó phải bị triệt hạ xuống để tất cả nó thuộc về Chúa. Như vậy ông bà chị em bắt đầu hình dung ra được trận chiến ngày hôm nay chưa ạ? Chúng ta hình dung được chúng ta cần phải chiếm cái gì và Jericho là gì, phải không? Trong tiếng Hebrew, từ Jericho có nghĩa là hương thơm, lời ru hay là sự ru ngủ, sự hiểu biết hay là thành phố của mặt trăng. Khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên vũ trụ này thì Ngài nói là Ngài đặt mặt trời soi sáng ban ngày và đặt mặt trăng cai trị ban đêm. Mặt trăng là sự phản chiếu của mặt trời, đó là một sự copy những cái gì ánh sáng của mặt trời. Mặt trăng để cai trị ban đêm, tức là cai trị trong sự mờ tối. Mặt trời thì cai trị ban ngày. Chúng ta là thuộc về ban ngày hay ban đêm ạ? Chúng ta là gọi là con của ban ngày, con của sự sáng. Ở trong Tê-sô-ri-ca nhất chương 5 có ghi như vậy. Như vậy thì mặt trăng là hình ảnh của bóng tối. Một ngày kia Chúa Giê-xu chữa lành cho người mù từ thuở mới sanh, và Ngài có tuyên bố một điều rằng gì? Khi còn ban ngày thì ta làm việc, tối đến thì không ai làm việc cả. Và khi ta ở thế gian này, ta chính là sự sáng của thế gian. Như vậy Jericho là hình ảnh gì? Jericho là hình ảnh của thế gian này. Jericho là cái cổng vào, cái cửa vào của thế gian để chinh phục. Nó là cái cổng của Canaan. Canaan là xứ hứa mà Chúa hứa cho Abraham ở trong Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 5 và câu 6, khi Abraham ra khỏi Charan và ông dẫn vợ cùng Lót đi đến một nơi, đó là Canaan. Tại đó Chúa phán: ta ban cho ngươi và dòng dõi ngươi xứ này. Và tại lúc bấy giờ trong câu 6 ghi là gì? Dân Canaan ở tại đó. Tức là có một cái dân tộc lên là Canaan ở tại đó rồi. Vậy thì Canaan là gì? Trong tiếng Hebrew, từ Canaan có nghĩa là buôn bán, để hạ xuống, để khuất phục. Thế gian và mọi cái sự tham dục của nó, Kinh Thánh nói nó sẽ qua đi. Và chúng ta biết về cái sự tham dục của thế gian hay sự tham lam của thế gian, họ mục đích để làm sao mua bán làm cho có lợi. Satan cũng được Chúa Ngài sức dầu, nó là một cherubim đương che phủ, và nó cũng buôn bán trong thuộc linh. Chẳng hạn như người ta thờ phượng nó thì nó sẽ cho cái này cho cái kia, và đó là một sự mua bán sòng phẳng. Mà khi người ta không thỏa mãn cái điều kiện của nó thì nó sẽ giết người ta chết. Như vậy thì dường như Canaan thuộc về ma quỷ, phải không? Canaan thuộc về thế gian, phải không? Nhưng mà Chúa nói rằng ta sẽ ban cho ngươi xứ này. Tại sao Chúa lại ban một cái xứ mà dân Canaan đã có ở đó rồi? Thật ra trời và đất do ai tạo nên? Do Chúa tạo nên. Và Chúa đã ban cho Adam cái quyền để quản trị. Nhưng mà Adam và Eva đã bị thất bại trong sự quản trị đó. Và đất thuộc về ma quỷ. Cho nên khi Chúa Giê-xu đến, nó cám dỗ Chúa Giê-xu, nói rằng ngươi chỉ cần quỳ xuống trước ta thôi.
Ta sẽ cho ngươi tất cả các vinh quang của thế gian này, các nước này, vì đã giao cho ta, ta muốn cho ai tùy ý ta. Đó là cái hợp đồng giữa Adam với lại Satan. Chúa Giêsu không đến để Ngài dùng cái quyền của Ngài để lấy lại. Nhưng Chúa Giêsu Ngài yêu và Ngài đã chết thay cho con người. Ngài tạo cho chúng ta một con đường để rồi khi mà tin nhận Ngài, chúng ta bước vào con đường đó. Ngài xây dựng một vương quốc không phải trên đất, nhưng Ngài xây dựng một vương quốc ở trong tấm lòng của những người tin Ngài. Một ngày kia những người phải suy hỏi, chừng nào nước của Đức Chúa Trời đến hay là vương quốc của Đức Chúa Trời đến? Chúa Giêsu trả lời, vương quốc của Đức Trời không đến cách rõ ràng, không phải ở đây hay là ở kia, nhưng mà vương quốc của Đức Trời đến ở trong lòng của các người. Ở trong Luca chương 17 câu 20-21 có ghi lại. Một ngày nọ Chúa Giêsu đuổi quỷ. Những người Pharisee thèm giáo nói là người này dùng chúa quỷ mà trừ quỷ. Chúa Giêsu nói rằng là nếu ta dùng chúa quỷ mà trừ quỷ thì con cái các ngươi sẽ dùng ai mà trừ quỷ? Nhưng nếu ta cậy thánh linh của Đức Trời mà đuổi quỷ thì nước của Đức Trời hay là vương quốc trời đã đến tận trong lòng của các ngươi. Như vậy vương quốc của Đức Trời không phải là trên đất, cho nên chúng ta không có tranh chiến về trên đất, chúng ta có tranh giành về trên đất. Nhưng mà tôi và chị em đang có một vương quốc không rúng động ở trong đời sống của chúng ta, như Hebreo đoạn 12 câu 28 có ghi lại. Như vậy tôi và chị em đã có vương quốc của Chúa rồi, và vương quốc này là đại diện cho chính Chúa. Ngài không hiện ra để Ngài bày tỏ vương quốc của Ngài nữa, vì Chúa Giêsu đã hiện ra một lần thông qua mang cái xác của con người, Ngôi Lời trở nên xác thịt ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật. Cho nên bây giờ tôi và chị em nhận được cái quy quyền của Chúa, và chúng ta cũng thực hiện quy quyền đó ở trong thuộc linh. Tôi đang khái quát để mà chị em thấy được rằng Jericho là như thế nào và Canaan là như thế nào, chúng ta cần phải chinh phục ra làm sao. Jericho là thành trì đầu tiên của Canaan, cũng là cửa ngõ để đi vào. Và những vua, những thành, những dân giống dân ở trong Canaan là đối tượng để Joshua chiếm lấy và tiêu diệt. Đọc phần kinh thánh này dường như chúng ta thấy rằng Chúa ác quá phải không? Tại sao nam phụ lão ấu đều phải bị tiêu diệt hết? Câu này cũng là câu thắc mắc của tôi rất là lâu. Và trong một lần nọ Chúa dạy cho tôi vấn đề này. Ở trong Luca 13 câu 1 câu 2 ghi như thế này. Cũng lúc ấy có mấy người đó thuật cho Chúa Giêsu về việc Phi-lát giết mấy người Galilee lấy huyết trộn lộn với của lễ của họ. Đức Chúa Giêsu cất tiếng đáp rằng, các ngươi tưởng mấy người đó vì cớ chịu khốn nạn dường ấy có tội trọng hơn mọi người Galilee khác sao? Đây là một câu mà Chúa Giêsu hỏi lại những người kia khi họ nói rằng Phi-lát ác quá, tại sao giết những người kia lấy huyết của họ trộn lộn với của lễ nữa. Câu 4, hay là 18 người bị tháp Siloe ngã đè xuống chết kia, các ngươi tưởng họ có tội trọng hơn mọi kẻ khác ở thành Jerusalem sao? Những người trên thế gian này họ bị chết, họ bị nan đề này chết, họ bị bệnh tật kia chết, họ bị tai nạn chết, vân vân. Và có nhiều người nói là ô, những người này là những người chắc là tội nặng lắm đây, cho nên mới chết. Chúa nói không phải. Câu trả lời của Chúa là gì? Ta nói cùng các ngươi không phải, nhưng nếu các ngươi chẳng ăn năn thì hết thảy cũng sẽ bị hư mất như vậy. Mọi người được sanh ra ở trên đất này, Đức Chúa Trời ban cho con người khả năng để sanh sản. Họ cưới nhau, họ yêu nhau, họ cưới nhau, họ sống với nhau, họ có con cái. Nhưng mà không phải tất cả đều là con của Đức Chúa Trời. Tại sao ạ? Chúa quả trách người Pharisee, người thông giáo, các ngươi là con của ma quỷ, phải không? Cha các ngươi là ma quỷ. Ở trong văn đoạn 8 câu 44 Chúa đã nói như vậy. Văn nhất đoạn 5 câu 19, chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời nhưng cả thế gian phục dưới quyền ma quỷ. Con Đức Chúa Trời là khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa cuộc đời của mình, thì con người bề trong của tôi, bà chị em được sống lại, được sanh lại, mang bản chất của thiên đàng, chúng ta mới là con của Đức Chúa Trời. Còn tất cả đều là loài người do Đức Chúa Trời tạo nên. Chúng ta có tâm linh, chúng ta có hồn, chúng ta có xác, và chúng ta có ba phương diện này để chúng ta sống ở trên đất này. Con người khi ăn trái cây biết điều thiện và điều ác, thì Kinh Thánh nói gì? Về việc phân biệt điều thiện và điều ác, con người bằng một bậc như Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta thấy rằng có rất nhiều người họ ăn hiền ở lành, cực kỳ hiền ở lành, nhưng họ không tin nhận Chúa Giêsu làm của Chúa đời sống mình, thì họ cũng là gì? Tội nhân trước mặt Chúa. Và nếu chết có được lên thiên đàng không? Cái người gian ác chết có lên thiên đàng không? Cái người giết người cướp của không tin Chúa Giêsu có lên thiên đàng không? Người ăn hiền ở lành, thật là hiền lành, đến nỗi con kiến không giết nữa,
mà không tin nhận Chúa Giêsu thì có được lên thiên đàng không? Cũng không được. Như vậy giống nhau hay khác nhau? Giống nhau. Đức Chúa Trời là đấng biết và làm chứng. Ngài biết hết tất cả, Ngài biết được sâu kín của lòng. Ngài biết trước khi Judas Iscariot phản Ngài, Ngài biết trước khi Judas Iscariot sanh ra, đã có lời tiên tri ở trong Thi Thiên là đứa con của sự hư mất này. Chúa biết hết tất cả. Ngài là Alpha, là Omega. Cho nên có những cái giống dân, và nó là phản nghịch, nó mang cái gen của Satan, nó mang cái dòng dõi của ma quỷ, nó mang cái sự nói dối, nó mang cái sự nổi loạn ở bên trong. Tôi và chị em cũng vậy thôi. Sứ đồ Phaolô đã nói điều này ở trong sách Ê-phê-sô chương 2 câu 1 câu 2. Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền chốn công chung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch. Câu số 3, chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy. Chúng ta không khác gì người khác, chúng ta không khác gì dân ngoại. Chúng ta cũng đều ở trong số ấy. Nhưng mà tạ ơn Đức Chúa Trời là vì tôi và chị em được chọn và được gọi. Cái từ hội thánh trong nguyên nghĩa có nghĩa là hội của những người được gọi ra. Những người được gọi đó không chỉ là dòng dõi của Abraham, nhưng mà những người được gọi đó bao gồm cả dân của Ai Cập, tức là dân ngoại, mà đồng ý hay là đồng lòng tin nhận Chúa và đồng ý chịu cắt bì để đi vào trong giao ước, và họ cũng được đồng ra khỏi Ai Cập cùng với lại Môi-se và dân sự của Đức Chúa Trời. Nên tôi và anh chị em là người tin nhận Chúa, cho nên chúng ta có hạt giống của thiên đàng đang ở trong tôi và anh chị em. Chúng ta có dấu hiệu của thiên đàng, chúng ta có được gọi là gì? Con của Đức Chúa Trời. Roma đoạn 8 câu 16, người nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn đều được gọi là con của Đức Chúa Trời. Vậy thì tôi và chị em là dân tuyển của Chúa, phải không? Phi-e-rơ thứ nhất chương 2 câu 9, nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời. Để làm gì ạ? Để rao giảng nhân đức của đấng đã gọi chúng ta ra khỏi nơi tối tăm và đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Cho nên cảm tạ Chúa, tôi và chị em có hạt giống của Chúa. Chúng ta có đức tin và chúng ta có hạt giống của Chúa. Chúng ta thuộc về con của sự sáng, con của ban ngày. Như vậy, chúng ta sẽ trở thành đối tượng để chinh phục Canaan. Và cái thành trì để đi vào Canaan đó chính là Jericho. Tôi xin lặp lại, Jericho có nghĩa là hương thơm, sự ru ngủ, hay là sự hiểu biết, hay là thành phố của mặt trăng. Thế gian có thơm không mà chị em? Thơm không ạ? Và tiền thơm không ạ? Tiền thơm. Thật ra nó hôi lắm á. Nó thơm hay hôi tùy theo người chủ của nó. Nếu chúng ta để cho nó làm chủ thì nó thơm hay hôi? Nó sẽ hôi. Nhưng mà nếu chúng ta làm chủ nó thì nó sẽ thơm. Cho nên Chúa nói là gì? Các ngươi không có được ham giàu. Chúng ta, Chúa cho phép chúng ta làm giàu, nhưng Chúa không muốn chúng ta là ham giàu hay là gọi là tham tiền. Vì tham tiền là cội rễ của mọi điều ác. Thì chúng ta tham tiền thì chúng ta sẽ đi lừa lọc, hoặc là chúng ta muôn gian bán lận. Vừa rồi công an đã vào cuộc và bắt được những người làm xăng giả, tới là mấy triệu lít xăng giả. Thì chúng ta tưởng tượng nó đã vào trong bình xăng của mình chưa? Vì sao xe nó cứ hư hoài, đang chạy nhiều khi nó bốc cháy. Xăng giả, tức là gì? Nó là xăng, nhưng nó pha thêm những cái dung môi khác, cái dung dịch khác, để nó lấy cái tỷ lệ trên lệch và nó làm giàu trên con người. Thực phẩm thì sao? Ồ, cái này á sạch á, cái này cà phê sạch á, cái này rau sạch á. Nhưng đến khi người ta khám phá ra thì nó không phải rau sạch. Tại vì ta quan điểm mà rau muống mà khi mà có những cái dấu mà con gì nó ăn, cái tá nó tơi 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 đó, là đó là rau sạch. Con sâu nó ăn nó không chết, là mình ăn không chết.
Còn rau muống nó tươi ngon thiệt là ngon, xanh thiệt là xanh, đó là cho đó là rau, đó là rau rau thuốc. À, cho em biết người ta gì không? Ta trồng rau thuốc xong, xịt thuốc nó tươi mớn mởn xong, người ta lấy nhớt, người ta pha, người ta xịt lên lần nữa cho nó mướt nữa, xanh luôn. Rồi xong bắt đầu lấy cây chổi trà đó. Ta đi người ta quét, ta quơ lên trên cái ngọn của cây rau muống và thấy mấy cái lá nó tưa ra, và từ rau muống dơ thành rau muống sạch trong vòng một nốt nhạc. Và chúng ta mua về chúng ta còn khoe này, nè thấy rau muống sạch không, nè sâu nó ăn nè, thấy chưa? Nhưng mà thật sự là gì, nó không phải là sâu ăn mà là cây chổi trà nó ăn. Đó là khôn ngoan không ạ? Khôn theo của thế gian, khôn theo của thế gian. Như vậy vô hình chung chúng ta nhìn thấy ở đây Jericho đó là cửa ngõ, mà nó chính là nói lời ký hương thơm, lời ru ngủ hay là cái sự hiểu biết. Nó nếu nói về thuộc linh thì nó cũng là tâm trí của con người. Về cái sự khôn ngoan theo thế gian thì tôi và bà chị em không bằng đâu. Con cái của sự sáng không có khôn bằng con cái của thế gian. Khôn đây là nói về cái sự ma mảnh, tinh vi, lừa đảo. Nhưng mà con của Chúa đó là khôn theo kiểu của thiên đàng. Mà khôn theo kiểu thiên đàng đó là gì? Trước hết là thanh sạch, hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không hai lòng và không giả hình, trong Gia Cơ đoạn 3 câu 17. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến phần chiến lược. Chúa đã cho cái chiến lược để dân Israel đánh. Thứ nhất, đó là họ cần phải trung tín và vâng phục. Chúa kêu là bây giờ các con hãy đi vòng quanh cái thành này trong vòng 7 ngày. Thứ hai là Chúa mạn lệnh cho thầy tế lễ phải thổi kèn và đi trước. Thứ ba, đó là vào trong ngày thứ 7 thì họ phải đi chung quanh cái thành đó 7 bận. Thứ tư, khi mà thầy tế kịch lễ thổi kèn thì dân sự phải la lớn lên. Và thứ năm là mỗi một người phải đứng lên hay là trỗi dậy chiếm lấy cái thành ngay trước mặt. Bây giờ chúng ta xem các thầy tế lễ đã thực hiện như thế nào. Đây là mạng lệnh. Chiến lược là đến từ ai? Có phải đến từ Joshua không? Đến từ tướng đạo binh của Đức Giê-hô-va, không phải đến từ Joshua. Joshua chỉ là người lãnh đạo. Ngày hôm nay cũng vậy, chiến lược đã có rồi. Chúa đã cho cái chiến lược rồi. Nhưng mà tôi và chị em là gì? Chúng ta là những Joshua, chúng ta là những chiến binh để chúng ta có thể chiếm được Jericho. Khi chinh phục được Jericho là thành trì kiên cố nhất, lâu đời nhất, thì tất cả những cái thành nhỏ nhỏ kia cũng rất là dễ chiếm. Một trong điều mà Chúa muốn bắt phục tôi và chị em đầu tiên đó là tâm trí. Vì tại đây chúng ta có cái sự hiểu biết của mình, và người ta kiêu ngạo cũng từ cái sự hiểu biết. Người ta chống lại Chúa cũng từ sự hiểu biết. Nhưng Chúa muốn chúng ta quyết định, có cái ý chí để quyết định chọn cái sự đầu phục Chúa. Tâm trí của mình cần đầu phục lời của Đức Chúa Trời. Thì lúc bấy giờ nó không có gì khó quả. Tại vì sao? Trong tâm trí chúng ta nó quá nhiều đồn lũy ở bên trong. Và khi đồn lũy bị hạ xuống thì lúc bấy giờ Chúa mới đầy dẫy trong chúng ta, lời của Ngài đầy dẫy trong chúng ta, và chúng ta mới có thể chiến thắng được. Bây giờ chúng ta xem cái cách họ thực hiện. Ở trong câu số 6 trở đi thì Joshua đã chia sẻ lại cái chiến lược cho dân sự và các thầy tế lễ. Và bây giờ thầy tế lễ làm gì? Khiêng hòm giao ước và thổi kèn. Hòm giao ước là sự hiện diện của Chúa. Hòm giao ước chính là hình ảnh của Giê-xu ở trong Tân Ước. Chúng ta cùng xem ở trong Giăng đoạn 1 câu 14. Giăng đoạn 1 câu 14. Chúng ta cùng đọc chung. Ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của con một đến từ nơi cha.
Ở đây dùng cái từ là ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta. Cái từ ở giữa này trong tiếng Hy Lạp là từ keno, nó có nghĩa là đền tạm. Đó là đền tạm, và đó là đền tạm của Đức Chúa Trời ở trong cựu ước. Đền tạm khi Môi-se dẫn dân sự đi có một cái trụ mây ban ngày và trụ đêm, trụ lửa ban đêm. Và trụ mây trụ lửa đi đến đâu thì dân sự đến đó. Các thầy tế lễ phải khiêng hòm giao ước, và khi trụ mây trụ lửa dừng lại thì hòm giao ước được đặt để đúng cái vị trí đó và bắt đầu trại được dựng lên. Và cái trại đó có cái hòm giao ước ở đó, thì những chi phái của Israel, 12 chi phái phải đóng trại đối diện với hòm. Tức là hòm giao ước làm trung tâm của dân sự. Cũng giống như ngày hôm nay, Chúa Giê-xu là trung tâm của đức tin của tôi, quý bà chị em. Nhìn xem Chúa Giê-xu là cội rễ cuối cùng của đức tin. Cho nên dẫu cho hội thánh, có những hội thánh tổ chức thế này, tổ chức thế kia, tổ chức thế nọ, cái điều đó cái không quan trọng, không mang lại sự cứu rỗi. Có những hội thánh thì hàng dọc, có những thánh thì hàng ngang, có những hội thánh thì nói là tôi là độc lập. Nhưng mà những cái hình thức đó không mang lại sự cứu rỗi. Sự cứu rỗi là gì? Nó là nhìn biết Cha là Đức Chúa Trời có một và thật, nhìn Giê-xu hay là nhận biết Giê-xu là con của Đức Chúa Cha. Thì đó là chúng ta có sự cứu rỗi của Chúa. Và Chúa Giê-xu trở thành trung tâm điểm của đức tin của tôi và bà chị em. Ngài là đường đi, Ngài là chân lý, Ngài là sự sống. Sứ đồ Phi-rơ nói chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Như vậy Chúa Giê-xu chính là hòm giao ước hay là trung tâm của đức tin ở trong tầng ước. Một câu kinh thánh khác, Ma-thi-ơ đoạn 1 câu số 23 ghi như thế này: này một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một trai, rồi người ta đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Là trung tâm điểm. Ngài ở cùng tôi, quý bà chị em. Cho nên Chúa Giê-xu là trung tâm, Chúa Giê-xu là trọng tâm của tân ước. Dân Israel, họ phải, những thầy tế lễ của Israel, họ phải khiêng hòm của Đức Giê-hô-va. Trong hòm giao ước có đựng cái gì ạ? Ai biết ạ? Thứ nhất là cây gậy chỗ hoa của Aaron, hai bảng đá luật pháp, và gì nữa? Ome mana. À, trong cái hòm giao ước này đựng bao nhiêu đó? Thầy tế lễ làm gì? Khiêng. Chúng ta còn nhớ rằng là David đã từng mắc sai lầm, là thay vì thầy tế lễ khiêng hòm giao ước thì ông vẫn để nguyên cái hòm giao ước trên một chiếc xe mới mà dân Philippines đã chiếm lấy. Và thay vì thầy nó lễ khiêng thì bây giờ làm gì? Con bò nó kéo. Hòm giao ước là đại diện, là hình ảnh của Chúa Giê-xu trong tân ước. Hòm giao ước cũng là đại diện cho lời của Đức Chúa Trời. Thầy tế lễ phải khiêng cái hòm giao ước đó trên vai của mình. Đó chính là hình ảnh của sự tôn cao Chúa ở trong đời sống của mỗi tôi mà chị em. Tôi và chị em ngày hôm nay người ta nói rằng trách nhiệm của các mục sư là phải tôn cao lời Chúa, hoàn toàn đúng. Thế dân sự của Chúa có trách nhiệm để tôn cao lời Chúa không? Anh em là dòng giống được lựa chọn là gì? Chức thầy tế lễ. Như vậy tôi và chị em có cần phải khiêng hòm giao ước không? Chúng ta không phải khiêng hòm giao ước là ngày Chủ nhật chúng ta cầm thánh chúng ta đi vậy, nhẹ quá phải không? Khiêng hay còn gọi được là nâng lên hay là tôn cao, đó không phải là khi chúng ta cầm quyển kinh thánh chúng ta đưa lên thì đó là tôn cao lời Chúa. Nhưng khi tôi và chị em bắt đầu đọc kinh thánh, biến những cái từ ngữ trong đây nó thành hành động, thì đó là lúc chúng ta tôn cao lời Chúa. Khi trong sự tranh luận, nếu Thánh Linh nhắc chúng ta, con à, nhịn đi con. Dạ, tâm trí con khó nhịn lắm, nhưng mà thưa Chúa, con vâng lời Ngài. Đó là lúc chúng ta đang làm gì? Tôn cao Chúa. Con tha thứ đi con. Tôi, con thề là con không đổi trời chung với người đó, sống để bụng mà chết mang theo. Con à, tha thứ đi con.
Và cuối cùng, dạ, con tha thứ. Đó là lúc chúng ta đang làm gì? Tôn cao lễ Chúa. Tha thứ chưa đủ con, con bước tới và con nắm tay với người đó và cầu nguyện, bắt đầu cầu nguyện chúc phước cho người đó. Làm sao mà cầu nguyện được Chúa? Tha là dữ lắm rồi, còn cầu nguyện gì nữa? Và tôi biết rằng là chắc chắn trong chúng ta có nhiều tranh chiến đó rất nhiều, phải không ạ? Nhưng mà đến lúc thì sao? Ai thắng ạ? Chúa thắng hay mình thắng ạ? Một khi Chúa thắng, đó là chúng ta đang tôn cao Chúa. Amen. Cho nên thầy tế lễ phải có trách nhiệm làm gì? Khiêng. Thầy tế lễ phải khiêng, là tôn cao, hay là lời của Đức Chúa Trời phải là tối thượng. Tổ chức của tôn giáo, nguyên tắc của loài người, nó chỉ là thứ yếu. Nhưng mà chính lời của Đức Chúa Trời mới là trọng tâm. Mà Ngài tôn cao lời của Ngài cũng như danh của Ngài, cả hai đều tôn chí cao, như ở trong Thi Thiên 138 câu 2. Tôn cao không chỉ là chúng ta đọc thuộc lòng Kinh Thánh, nhưng mà tôn cao là khi chúng ta biến lời văn tự này trở thành lời rema, lời sống động ở trong chúng ta, biến nó thành hành động cụ thể. Yêu thương thật, tha thứ thật, hiệp một thật, bán cho thật. Chứ không phải vỗ người ta thôi, vui mừng đi rồi đi cho bình an, nhưng mà cái bụng thì đó meo. Đó không phải là cách mà chúng ta tôn cao lời Chúa. Bây giờ trở lại, chúng ta thấy cái chiến lược Chúa chỉ ra, và bây giờ dân sự cần phải thực hiện. Thầy tế lễ khiêng hòm của Đức Giê-hô-va, và thầy tế lễ đi trước hòm Đức Giê-hô-va cầm 7 cái kèn tiếng vang, vừa đi vừa thổi. Những người cầm binh khí đi trước, còn đạo hậu thì đi theo sau cùng hòm của Đức Giê-hô-va. Nhưng mà bây giờ em biết không, có một cái lệnh là gì? Là chỉ có thầy tế lễ thổi kèn tiếng vang. Thầy tế lễ đi trước và thổi kèn tiếng vang, đi chung quanh từ ngày thứ nhất cho đến ngày thứ sáu, đi mỗi một ngày một bận và cứ thổi toàn tiếng vang. Dân sự khởi hành và dân sự cứ đi theo sau thôi, phía trước thầy tế lễ cứ thổi. Mà đi một vòng xong, và chúng ta tưởng tượng đi, dân Israel và những lính canh của nó trên cái vách thành đó, nhìn xuống họ thấy cái dân này làm, họ nghĩ sao ạ? Tôi nghĩ lúc đầu họ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, nhưng mà thấy cái này dân này, ủa sao nó đi vòng. Nhưng mà có một đặc biệt, đó là Giô-suê nói là gì? Khi mà đi như vậy là chỉ có thầy tế lễ thổi kèn thôi, còn dân sự làm gì? Im. Giờ kiểu kêu dân sự im dễ hay khó? Cái kèn này là kèn trumpet. Kèn này là của, nó dùng của một cái sừng của một cái con gì đó, tôi không nhớ cái tên con đó. Nhưng mà cái sừng nó uốn cong như vậy, và khi mà thầy tế lễ thổi cái kèn nó là một cái kèn giống như là trong cái bản dịch mới gọi là cây tù và, nhưng nó không phải, nó dùng cái tù và nó chưa đúng, cho nên anh dùng là từ trumpet, tức là cái kèn thổi vang. Nhưng mà cái kèn này đó là để thổi để thúc quân, để ra trận, thổi để công bố sự chiến thắng. Mà thầy tế lễ chỉ thổi thôi, cứ thổi thôi, mỗi một ngày cứ điên bận, cứ thổi, dân sự cứ đi theo, mà dân sự cứ yên lặng, cứ thổi như vậy. Và chúng ta thấy là ngày hôm nay trong Tân Ước, thổi kèn tiếng vang đó là gì? Đó là công bố sự chiến thắng của Chúa. Chúa Giê-xu đã chiến thắng, những gì Ngài đã làm cho tôi và cho em, cứ tiếp tục công bố. Có thể một ngày, hai ngày chưa thấy điều gì xảy ra hết, nhưng mà ngày thứ bảy thì chúng ta sẽ thấy. Nếu chúng ta tin và chúng ta công bố lời Đức Chúa Trời ra, thì lời đó sẽ trở nên quyền năng cho tôi và chị em. Nhiều khi ta công bố một lần chúng ta ủa chưa thấy gì hết. Đúng ra công bố một lần thì cái thành nó phải nứt chứ, hay là đất ở dưới nó nứt rồi bắt đầu lung xuống chứ. Thưa không, không có một chuyện gì xảy ra trong 6 ngày. Giống như là chúng ta nhớ là ông Na-a-man phải không ạ? Người Đức Chúa Trời kêu là xuống sông Giô-đanh tắm 7 lần. Ông tắm có lẽ chắc cũng tới lần thứ 6 rồi, ông không thấy nó gì hết. Đúng rồi, nó mờ chứ. Nhưng mà không, đến lần thứ 7 bước xuống sông, tắm xong đứng lên, tất cả vết phun được chữa lành. Trong chúng ta cũng có nhiều lần Chúa cho lời sự sống của Ngài, khi chúng ta hãy công bố lời đó lên. Chúng ta công bố lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, chúng ta chưa thấy nó thay đổi cái gì hết, và chúng ta nói thôi chắc là không hiệu nghiệm, dừng lại. Có không anh chị em? Một lần kia Elise kêu Joab là phải đập cái cung xuống đất. Ông đập một lần, hai lần, ba lần, ông ngừng lại. Ê-xê nói là tại sao phải dừng lại? Tại sao không đập nữa?
Nếu ngươi dừng lại thì ngươi chỉ có đánh dân Syri, các dân ngoại chỉ có 3 lần thôi. Có những cái hành động mang tính tiên tri, bởi vì Chúa là đấng tể trị và Ngài đã đưa ra phương án, đôi khi nó nghịch lại với cái tâm trí và hiểu biết của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta vâng phục thì chúng ta sẽ nhìn thấy phép lạ. Thầy tế lễ thì thổi kèn, dân sự thì phải yên lặng. Khi thầy tế lễ thổi kèn thì dân sự phải làm gì? Yên lặng. Chúng ta không thể nào vừa nói lời sự sống mà chúng ta nói lời sự chết mà chúng ta thấy phép lạ. Chúng ta không thể nào nói lời chúc phước và cùng nói lời rủa xả mà chúng ta thấy quyền năng. Có đúng không? Bao nhiêu người thật lòng đi đã không yên lặng khi đã nghe lời của Chúa Trời. Dạ. Có mấy người rất thật. Có nghĩa là có những lúc chúng ta nghe lời của Chúa, chúng ta nghe tiếng phán của Chúa, chúng ta đọc lời Chúa, chúng ta công bố lời Chúa rồi, nhưng bắt đầu sau khi công bố lời Chúa, chúng ta bắt đầu nói nhưng mà một đống nhưng mà hết. Dân sự đi theo hòm giao ước, dân sự phải chú ý cái hòm giao ước. Anh chị em nhớ, Chúa mạng lệnh là dân sự phải đi cách hòm giao ước xa là khoảng mấy trăm mét. Trong tiếng Kinh Thánh ghi của mình là 2000 thước, nhưng mà nó khoảng mấy trăm mét thôi, có thể nhìn thấy. Và dân sự phải đi theo hòm giao ước. Hòm giao ước đi, dân sự đi. Hòm giao ước dừng lại, dân sự dừng lại. Và thầy tế lễ cứ thổi kèn tiếng quan, còn dân sự thì cứ đi. Có lúc dân sự mệt quá, dân sự ghé quán cà phê, dân sự ngồi, dân sự uống. Bắt đầu dân sự tâm sự loài chim biển. Bao nhiêu người đã từng ghé quán cà phê tâm sự loài chim biển? Ồ, cái ông A, ông B, chị C. Đó là gì? Xác thịt. Vì sao chúng ta không có kinh nghiệm quyền năng? Dân sự phải làm gì? Yên lặng. Tức là gì? Sư Phaolô nói như thế này, chúng ta xin mở máy, chúng ta cùng đọc chung một câu Ê-phê-sô đoạn 4 câu 29. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 29. Chúng ta cùng đọc. Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em. Lần thứ hai. Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em. Thì đáng nói, phải nói lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 4. Chớ nói lời tục tiểu, chớ giễu cợt, chớ giả ngộ tầm phào là những điều không đáng, nhưng thà cảm tạ ơn Chúa thì hơn. Anh em thấy ngày hôm nay dân sự nói nhiều hơn là thổi kèn tiếng vang, phải không? Bây giờ tôi làm một cái cược cho bà chị em nè. Trong một tuần lễ, chúng ta tập trung vào kèn tiếng vang, chúng ta tập trung vào tôn cao lời của Chúa. Hebrew đoạn 13 câu 15 nói rằng là chúng ta xưng môi miếng, hay là cái môi miếng chúng ta xưng danh của Chúa ra. Và anh em sẽ thấy được rằng là đồng một nguồn nước thì không kể ra nước ngọt và nước đắng được. Bây giờ trong một tuần lễ này, anh chị em hãy nói lời chúc phước đi. Chúng ta sẽ xem một tuần lễ này, chúng ta sẽ thấy cái gì ở trong cuộc đời của mình, chúng ta thấy cái gì ở trong gia đình của mình. Chúng ta bắt đầu nói lời tích cực đi. Nói theo cách của Chúa nói. Mạng lệnh của Chúa chỉ ra rồi. Chúa nói những cái gì chúng ta cứ nói như vậy. Một tuần lễ này thôi, không cần lâu đâu. Vì Joshua cũng làm con tuần à. Và ông bà chị em sẽ thấy ngày thứ bảy, khi bước vào hội thánh thờ phượng Đức Chúa Trời, thì Jericho sẽ sụp đổ. Khi chúng ta ca ngợi Chúa, Jericho sẽ sụp đổ. Mọi cái đồn lũy ở bên trong chúng ta sụp đổ. Lúc bây giờ chúng ta có đồn lũy của Thánh Linh. Anh chị em sẽ thấy quyền năng sự sức dầu đầy dẫy ở trên những con người mà hạ những cái đồn lũy của xác thịt xuống. Chúng ta thường tranh chiến, tranh chiến. Ô, mỗi ngày chúng ta cầu nguyện tranh chiến, tranh chiến, tranh chiến, tranh chiến. Nói những lời tích cực trong lúc cầu nguyện, nhưng mà bước ra khỏi chỗ cầu nguyện là bắt đầu chúng ta làm gì?
bắt đầu sao mà lờ đủ thứ hết trơn, phải không ạ? Bao nhiêu người muốn bước vào trong cái trận chiến này, muốn tắt thắng Jericho? Ngoài Jericho hạ xuống rồi thì đất hứa dành cho bà chị em. Xin lỗi, nếu chúng ta cứ bữa nay chúng ta cứ làm y như thầy tế lễ, mạnh thầy tế lễ thổi càng tiếng vang, còn mạnh dân sự cứ nói chuyện, thì đảm bảo Jericho không sụp đổ. Nhưng mà từ những vách thành của Jericho bắt đầu có những cái cung nó bắn xuống, dân sự sẽ tan nát hết. Khi chúng tôi áp dụng cái điều này trong gia đình, vợ chồng vậy, chúng tôi không nói lời của xác thịt, mà chúng tôi nói lời của Chúa. Chúng tôi bắt đầu nói lời tích cực, nói lời yêu thương. Thì tôi nhìn thấy những cái sự đối kháng, những cái đồn lũy, những cái bất hòa dần dần nó biến mất ra khỏi. Và trên con cái của chúng ta cũng vậy. Đôi khi ta cầu nguyện, Chúa ơi, để con của mình để được chữa lành, để con của mình được giải cứu, con của mình được đầu phục Chúa. Nhưng rồi sau khi chúng ta cầu nguyện xong, chúng ta là đồ mày là quỷ đồ yêu mà. Thì như vậy làm sao mà Jericho sụp đổ được? Xin hỏi một lần nữa, ai muốn chiến thắng Jericho? Amen các bạn, chắc chắn chưa? Như vậy thì chúng ta cần phải làm một điều, đó là gì? Hãy thổi càng tiếng vang. Bắt đầu tuần lễ này, một chút xíu tôi kiểm chứng là biết nè, xuống dưới chúng ta ăn thông công là chúng ta biết à, có thổi càng tiếng vang hay không à. Kể cả lúc chúng ta ngồi lại chúng ta thông công, chúng ta cũng hãy nói lời tích cực. Nếu như về nhận định một ai đó, chắc chắn người đó cũng có điểm xấu và có điểm tốt, nhưng mà chúng ta cũng thấy là cái người đó dẫu sao người đó vẫn là người tốt, vẫn sao người đó cũng có lòng nhiệt huyết cho Chúa, vẫn sao người đó cũng là người yêu mến Chúa, cho dẫu người đó có thể hát, có thể trật nhịp trật niêm mà người đó vẫn là người yêu mến Đức Chúa Trời. Chúng ta đang cùng cộng tác với Chúa, đồng ý với phương cách của Chúa để thổi còn tiếng vang. Amen. Và chúng ta sẽ thấy rằng là kết quả rất là mỹ mãn. Và dân sự phải đi trong yên lặng. Xin nhớ rằng là dân sự phải đi theo hòm giao ước. Dân sự phải đi theo những gì mà thầy tế lễ công bố. Nó cũng giống như lời Đức Trời đến cho chúng ta và chúng ta công bố lời Chúa ra, thì chúng ta phải amen với lời của Đức Trời. Từ sáng đến chiều họ đi một vòng, và ngày thứ bảy họ đi 7 lần. Và cùng làm gì? Cùng la lên. Cùng la lên. Giê-xu nói rằng là hãy chú ý, khi nào thầy tế lễ đi 7 vòng và thầy lễ cùng thổi một cái hồi còn tiếng vang, thì la lên một cái thì Jericho nó sẽ bị sụp đổ. Theo các nhà khảo cổ thì Jericho nó bị lún xuống. Cái thành trì của Jericho nó có thể xe ngựa có thể chạy lên cái thành đó được. Bề ngang của thành đó nó khoảng 4 mét, nhưng mà ở giữa nó cột giao thông hào và nó lại có một vách thành khác bên trong. Cho nên muốn đánh được Jericho phải nói là cực kỳ là khó, bởi vì nó có một chiến hào ở giữa và ở trên có những cái vọng canh nó có thể bắn xuống. Thật ra tôi mà chị em không thể nào đủ khả năng để chiến thắng được những đồn lũy của tâm trí đâu. Duy nhất chỉ có một điều, thổi còn càng tiếng vang, đó là những gì mà Chúa đã làm cho chúng ta rồi. Cứ tiếp tục công bố những gì Chúa đã làm cho con. Thông qua Đấng Christ, con không còn bị đuổi xả nữa. Thông qua Đấng Christ, con hưởng phước lành của Abraham. Thông qua Đấng Christ, con là con của sự sáng. Thông qua Đấng Christ, con là được người được sự sức giàu. Thông qua Đấng Christ, hay là bởi Đấng Christ, con là người chiến thắng trong sự chiến thắng. Những điều, bao nhiêu điều mà của Kinh Thánh nói, chúng ta không có tuyên bố, mà chúng ta thường lại tuyên bố những cái tư tưởng cũ, đúng và sai, chúng ta đọc tuyên bố ra. Cứ đúng và sai. Đối với trong lẽ thật, nó không có đúng và sai, mà nó là lẽ thật, chứ không phải đúng và sai. Điều này khó cho chúng ta, đúng không? Cho nên khi chúng ta càng tập trung vào lời của Chúa, thì chúng ta sẽ nhìn thấy được lẽ thật của Đức Chúa Trời. Và chúng ta không quan tâm cái đúng và sai nữa. Bây giờ chúng ta đi đến cái phần thứ ba, đó là cái chiến thắng. Có một cái điều ở trong đây là sau khi thành sụp đổ rồi, mọi vật ở trong đó phải phú cho Đức Giê-hô-va như vật đáng diệt. Chỉ một mình Ra-háp là kỵ nữ và thả những người ở cùng trong nhà của nàng được sống, vì nàng đã giấu sứ giả của chúng ta xài đèn. Trong cái thành này chỉ có một gia đình được cứu.
và người nhà của bà, đó là ai ạ? À? Không phải. Đó là kỵ nữ Rahab. Kỵ nữ là gì? Đúng như vậy đó. Gái điếm. Con người cũ của chúng ta là gì? Là kỵ nữ đúng không? Thờ bao nhiêu thần? Quá chân thần luôn. Mình có bao nhiêu người chồng? Quá nhiều chồng luôn. Phaolô nói rằng tôi gả anh em cho một chồng mà thôi. Tôi dâng anh em như là một người trinh nữ tinh sạch cho Đấng Christ. Ở trong Côn Tô thứ 2 chương 11 câu số 2. Tôi gả anh em cho một chồng mà thôi. Còn trước đây anh em chưa có Đấng Christ thì anh em có bao nhiêu chồng? Chúng ta còn hơn cả người đàn bà Samaria Jessica, người chồng thứ 6 cũng là chồng của ngươi, phải không? Ở đây không phải chỉ nói về người đàn bà đâu, nhưng nói về xác thịt của tôi và chị em. Chúng ta đã từng cưới bao nhiêu chồng? Chúng ta nô lệ cho bao nhiêu tà thần? Kể cả tham lam cũng là thờ hình tượng. Chúng ta cũng, nếu như một người không có thờ hình tượng bên ngoài nhưng mà người đó có sự tham lam, thì tham lam cũng là thờ hình tượng, cũng là một chồng của chúng ta. Cho nên trong Đấng Christ, Phaolô nói rằng tôi gả anh em cho một chồng mà thôi. Chỉ một mình Đấng Christ là Chúa, là chủ, là chồng của chúng ta mà thôi. Và chúng ta chỉ đầu phục chính Ngài, và chúng ta bước đi ở trong Ngài, nhìn xem Ngài là cổ rễ và cuối cùng của đức tin. Thưa bà chị em, Rahab được cứu, gia đình của bà được cứu là vì cớ gì? Vì cớ bà đã giấu sứ giả của Chúa. Hay nói cách khác, bà cưu mang sứ giả của Chúa, bà bảo vệ sứ giả của Chúa. Đó là sứ giả từ trời, đó là Joshua, là Caleb. Ở trong Joshua đoạn 2 có nói rõ về câu chuyện này. Nhưng mà ở đây Joshua đã nhắc lại là gì? Chỉ một mình Rahab là kỵ nữ, với hết thảy những người ở cùng nàng trong nhà sẽ được sống, vì nàng đã giấu sứ giả của chúng ta sai định. Và tôi nói với bà chị em rằng khi toàn bà chị em cưu mang sứ giả của Chúa, giấu sứ giả của Chúa, từ sứ giả trong nguyên nghĩa có nghĩa là lời sứ giả hay là người được sai đi. Lời của Đức Chúa Trời được sai ra, chúng ta tiếp nhận. Khi tôi đang sai sứ giả của Chúa ra, tôi đang công bố lời Đức Trời. Nếu bà chị em tiếp nhận amen và nhận lời đó cho chính mình, và nếu đó là lời lẽ thật, thì chính ông bà chị em sẽ được cứu. Giống như Rahab vậy. Rahab rất khôn ngoan, mặc dù bà là kỳ nữ. Theo bà chị em thì Chúa Ngài nói rằng là người được cứu sớm nhất là ai? Chúng ta cùng xem Matthew đoạn 21 câu 31 và Luca đoạn 7 câu 47. Matthew 21 câu 31. Chúng ta đọc chung với nhau. 21 câu 31. Trong hai con trai đó, đứa nào làm theo ý muốn cha? Họ đáp rằng đứa thứ hai. Đức Chúa Giêsu phán cùng họ rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, những kẻ thâu thuế và phường điếm tỷ điếm sẽ được vào nước Đức Chúa Trời trước các ngươi. Luca đoạn 7 câu 47. Luca đoạn 7 câu 47. Chúng ta cùng đọc. Vậy nên ta nói cùng ngươi, tội lỗi đàn bà này nhiều lắm đã được tha hết, vì người đã yêu mến nhiều, song kẻ được tha ít thì yêu mến ít. Người kỵ nữ này dù tội lỗi đầy dẫy, Chúa không nhìn vào quá khứ của tôi với bà chị em. Chúa không nhìn vào cái việc làm thiện hay là ác của chúng ta trong quá khứ, nhưng Chúa nhìn vào chúng ta có giấu sứ giả của Ngài hay không. Tôi giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi gì? Không phạm tội cùng Chúa. Một tuần lễ chúng ta giấu bao nhiêu sứ giả của Chúa? Bao nhiêu ạ? Mỗi ngày giấu một sứ giả. 7 ngày giấu 7 sứ giả phải không? Có mỗi ngày có đọc Kinh Thánh không? Đọc bên đây nó ra bên đây phải không? Có sứ giả nào động lại không? Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ được gì? Phước trong sự mình vâng lời. Gia Cơ đoạn 1 câu 25. Tôi đang xấu sứ giả đó. Những lúc tôi chứng nhận Kinh Thánh cho em, bà chị em thấy tôi đọc thuộc lòng đúng không?
Tôi đang làm gì ạ? Giáo sư già. Hallelujah. Mary đã cưu mang Chúa Giêsu. Joseph là người ăn theo. Và Joseph Mary được gìn giữ, được sự bảo vệ. Và bất cứ ai mang lẽ thật của Đức Chúa Trời ở trong đời sống của mình, ông bà chị em đến đâu thì cũng có Chúa đi theo, thiên sứ của Ngài đi theo để bảo vệ lẽ thật. Chúng ta nghĩ bảo vệ chúng ta, nhưng thật sự bảo vệ lẽ thật ở trong chúng ta. Nên khi tôi mang lẽ thật của Chúa, tôi đi cùng trời cuối đất, tôi đi giảng chỗ này chỗ kia, tôi thấy Chúa bảo vệ tôi cực kỳ là đặc biệt. Mà một khi mà có hoạn nạn là biết là Chúa cho phép rồi đó. Để chi là rèn luyện để mình được tăng trưởng lên. Chiều nay tôi và tôi sẽ đi huấn luyện trong một tuần. Chúng tôi sẽ quyết định đi bằng ô tô riêng. Và chúng tôi đi tận tới Phú Quốc đó. Và chúng tôi đi rất là đi bằng xe hơi thì rất là tốn kém. Tại vì tiền xăng đi và về chắc cũng khoảng cỡ 1,5 triệu tiền xăng. Tiền tàu để đi qua phà thì hỏi lại là 700 ngàn, với lại luôn cả hai vợ chồng nữa là khoảng 1,1 triệu. Đi và về là 2,2 triệu tiền phà. Nhưng mà chúng tôi tin rằng tôi đi đến đâu, vì sao? Tôi có sứ giả, tôi giấu sứ giả của Chúa. Amen. Ahab được cứu, xin chọn Rahab được cứu, giấu bao nhiêu sứ giả? Có 2 sứ giả thôi. Nhưng mà chẳng những bà được cứu, mà cả gia đình của bà được cứu. Chúng ta muốn kinh nghiệm quyền năng của Chúa nhiều không? Hãy giấu sứ giả của Chúa đi. Lời của Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Và chỉ có những người mang lấy thông điệp của Chúa, mang lấy sứ giả của Chúa, mang lấy lẽ thật của Đức Chúa Trời, chúng ta được giải cứu. Dân Israel thầy tế lễ khiêng hòm giáo ước để đi chung quanh thành đó, để tiêu diệt cái thành đó. Nhưng mà trong thành đó đã có những con người cưu mang sứ giả. Chúa không nhìn vào quá khứ của tôi, ông bà chị em. Tôi xin hỏi có ai trong chúng ta quá khứ xấu hơn Rahab không ạ? Giơ tay lên ạ. Xấu hơn Rahab. Rahab là kỹ nữ mà. Rahab là gái mại dâm. Còn hơn là gái mại dâm nữa là bà tú bà nữa. Có ai xấu hơn Rahab không ạ? Chắc là không. Nhưng mà nếu Rahab được cứu vì có dấu sứ giả, thì tôi bà chị em có tin mình được giải cứu không? Chẳng những là gia Rahab, nhưng bà ai nữa? Bà con dòng họ của bà. Nhưng bà con dòng họ của bà có phải được cứu hết không ạ? Không. Tôi nghĩ bà con dòng họ của bà nhiều lắm. Bà nói, bè ra đâu, bây giờ phải vào nhà của tôi nha. Ê, cái con nhẹ nhỏ kỳ nữ kia, mày là dòng họ đã từ mày rồi. Dòng họ từ mày rồi, mà bây giờ mày kêu là đi vô nhà của mày để núp, nghĩ là gì? Hơ, nhờ cái sợ chỉ điều đó, đeo cửa, treo cửa nhà mày mà nghĩ rằng là cứu được à? Chắc chắn là gia đình, bà con dòng họ của Rahab không có vào đó hết đâu. Chúa hứa như thế nào? Một người tin cả nhà được cứu. Qua chúng ta tin, chúng ta rao truyền lời Chúa, người, gia đình chúng ta có người tin, có người không tin. Anh em đừng nặng lòng về vấn đề đó. Chúng ta cầu nguyện và làm hết lòng những gì của chúng ta với anh chị em bà con của mình. Họ vẫn là bà con trong xác thịt của chúng ta. Nhưng chúng ta muốn làm sao họ cũng phải được vào trong căn nhà có sự bảo vệ, có cái dấu hiệu của sự cứu chuộc, đó là sợi chỉ điều, hình ảnh về thập tự giá của Chúa Giêsu Christ và huyết của Ngài. Nhưng mà những người nghe, bà con của bà sẽ có rất nhiều người nghe, nhưng có những người tin và đi vào ở trong nhà của bà, nhưng có những người không tin. Thậm chí có những người không tin và khi mà thấy dân sự của Đức Chúa Trời đi ngày nào cũng điên vòng thổi kèn. Họ cười, mấy anh khùng. Tự nhiên cái ngày nào cũng đọc Kinh Thánh, ngày nào cũng hát thờ phượng. Tự nhiên ở đâu không có chịu ca ngợi ai, tự nhiên ca ngợi cái ông nào không biết. Tự nhiên ngày Chủ Nhật ở nhà chơi cho nó đã, nhậu cho nó đã, coi phim đánh bài đánh bạc ngày Chủ Nhật. Tự nhiên cái đi đến còn nhúng nhúng nhảy nhảy nữa. Họ chế giễu, có thể họ chế giễu dân Israel trong 6 ngày. Nhưng mà ngày thứ 7 họ thấy lạ, ủa sao bữa nay đi sớm như vậy ta?
hôm nay có chiến lược gì vậy ta, lạ quá. Cái thấy dân sự cũng đi, thầy tế lễ cũng ta 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 ta, dân sự cũng đi vòng 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 vòng. Ủa có gì khác? Hết vòng. Vòng thứ hai, ủa bữa nay xiên ghê ha. Phải vòng thứ sáu, wow. Bữa nay chắc nó muốn là có eo hay sao mà đi dữ vậy. Tới vòng thứ bảy, chưa có một chuyện gì xảy ra cả. Vách thành chưa có nứt. Nhưng mà cùng nhau, dân sự của Chúa cùng la lên. Tôi đố bà chị em lúc đó họ la tiếng gì? La lên chữ gì? Họ la sao ạ? Ở đây Kinh Thánh ghi là gì? Hãy la lên. Vậy dân sự la lên. Dân sự la lên sao ạ? Nếu mà dân sự la cái tiếng đó mà nó sụp đổ thì chắc bây giờ chúng ta la con thứ tiếng đó thôi. Có đúng không? Khi Chúa Giêsu mở lỗ tai cho cái người bị điếc, Chúa Giêsu đặt tay, Chúa nói sao? Ephrata, tức là mở ra. Mà bây giờ chúng ta nói Ephrata có mở ra không? Có, tôi cũng từng dùng Ephrata mở ra nè, nhưng không phải như vậy. Nhưng nhân danh Chúa Giêsu, lỗ tai này phải được mở ra. Chúng ta nói bằng tiếng Việt, Chúa nghe không? Phép lạ ra xảy ra không? Người Mỹ hay là người Anh là in the name of Jesus, đuổi cái con quỷ này ra khỏi, get out. Còn mình nói nhân danh Chúa Giêsu Christ, tạ lưng ra khỏi người này. Nó ra không? Nó ra. Vậy tiếng la đó là gì? Thổi kèn tiếng vang của thầy tế lễ. Giáo sư anh thì chắc chắn là họ nói tiếng Hebrew rồi. Hãy la lên cho sự chiến thắng của Chúa. Công bố sự chiến thắng của Chúa ra cho chúng ta. Thì Jericho sẽ sụp đổ. Còn bao nhiêu đồn lũy ở trong tôi và bà chị em, còn rất nhiều những cái đồn lũy chưa hạ xuống. Khi nào chúng ta có những cái gì đó nó chống lại sự hiểu biết về Đấng Christ, đó là đồn lũy. Chúng ta phải hạ nó xuống trong danh của Chúa Giêsu. Và sau khi sụp đổ thì Chúa mạng lệnh hãy leo lên ngay cái chỗ của mỗi người. Giả sử đi vòng quanh, bây giờ tôi đi tới chỗ này, tôi đứng ngay chỗ này, người khác thì đứng chỗ kia, tại muốn xung quanh thành mà dân sự dài lắm. Thì khi nó sụp xuống thì tất cả mọi người tại chỗ mình nó đứng và leo lên và chiếm lấy cái vị trí ngay cái chỗ mà mình mà đứng đó, đúng không ạ? Nếu như giả sử như tôi đi đến đây mà giờ tôi nói hồi nãy tôi đứng đằng kia kìa, cái chỗ tôi đằng kia, bây giờ tôi phải chạy lại đằng đây để tôi đứng, không được. Vì mỗi một người Chúa dùng chúng ta theo một cái chức năng ơn khác nhau. Chúng ta đừng lấn sân. Người nào được gọi vào trong lĩnh vực nào, cứ trung tín trong lĩnh vực đó, thì sự sức giàu sẽ nhân lên và anh chị em sẽ thành công. Không chỉ là mục sư mới là người thành công. Không. Kể cả chúng ta là người truyền giáo, kể cả chúng ta là người chăm sóc, mà chúng ta chăm sóc gây dựng cái người kia được vững vàng, chúng ta đã là người trung tín rồi. Mỗi một người hãy leo lên ngay trước mặt của mình. Cái điều mà Chúa ban cho ngay trước mặt, hãy nhận lấy ngay trước mặt. Amen. Và ai cũng có phần hết. Có ai cảm thấy mình dư thừa trong hội thánh không ạ? Sự hiện diện của anh chị em trong vương quốc của trời, nó không phải là tình cờ, nhưng mà có kế hoạch của Chúa. Chúng ta hãy vui mừng về điều đó. Amen. Chúng ta vui mừng vì chúng ta thuộc về vương quốc của Đức Chúa Trời. Chúng ta vui mừng vì chúng ta ở trong đạo quân của Chúa. Chúng ta vui mừng vì tôi và chị em sẽ là những người bước vào để chiếm sứ hứa cho Chúa của chúng ta. Amen. Và sau khi Jericho sụp đổ, Chúa nói tất cả đều phải tiêu diệt hết. Nhưng mà những cái đồ đồng, đồ sắt, đồ bằng vàng này phải đưa vào trong kho của Đức Giê-hô-va. Tại sao?
Tại sao những cái dân Amorit, dân Jebusit, dân Rít phải tiêu diệt hết? Nhưng đồ đồng, đồ sắt thì làm gì? Câu 24, đoạn chúng phóng quả thành mọi vật chi ở trong, chỉ để bạc vàng và món chi bằng đồng bằng sắt nhập vào kho của đền Đức Giê-hô-va. Những điều đó sẽ dùng để làm khí giới. Trong thế gian này, chúng ta, Chúa không phải là Chúa tiêu diệt cái những cái đồng lũy rồi phải đập bỏ cái con người này, không? Vì cái những cái tố chất ở bên trong của chúng ta có những điều rất tốt Chúa vẫn giữ lại đó. Chúng ta thấy ông Führer được thay đổi rất nhiều, nhưng cái tính của ông vẫn còn cái tính là gì? Nóng, nhanh nhẹn. Nhưng mà nó không có còn nóng sai chật như trước đây nữa. Phao-lô thì sao ạ? Truyền lên án, định tội, bắt bớ người khác. Mà ông đi với Chúa một thời gian. Một ngày kia thấy Führer ngồi cùng những người thâu thuế, còn ngồi cùng những người chưa chịu cắt bì. Thấy người của Gia Cơ đi đến, Führer đứng riêng ra và phanh thai dường như là vô can. Phao-lô khó chịu về điều này. Ông nói tại sao làm như vậy? Là như vậy là giả hình. Ông lên án cái tính của Phao-lô là hay cái tính đó. Nhưng mà cũng trong Galati chương 2 đó, đi tới đoạn 6 thì ông nói như vậy: anh em ơi, chúng ta là người có thánh linh của Đức Chúa Trời. Nếu anh em mình có tình cờ phạm lỗi gì thì anh em hãy lấy sự mềm mại mà sửa họ lại. Nó vẫn còn cái nét đó. 7 tỷ người trên thế giới đều có 7 tỷ cái nét khác nhau. Không ai giống ai. Và cái nét đó sẽ nhận ra được. Qua điện thoại chúng ta nghe được, dù chúng ta trong tay có cả mấy chục người. Thậm chí họ thánh của chúng ta từ Bắc Chí Nam rồi kia, chỉ cần người đó gọi tiếng mà tôi đã từng nghe người đó, tôi từng thông công với nó nói chuyện với người đó, tôi nghe tiếng nói thôi là tôi có thể biết người đó là ai. Đó là cái nét để chúng ta có nhận diện ra. Chúng ta đừng mong biến người khác giống mình, nhưng chúng ta mong người khác bắt chước mình, vì mình bắt chước Đấng Christ. Như vậy cuối cùng là giống ai? Giống Chúa. Nhưng mà vẫn còn cái nét riêng của chúng ta. Cho nên chúng ta hãy tôn trọng cái nét của nhau. Amen. Nhưng mà cái nét càng ngày càng thay đổi và giống Chúa nha. Chứ đừng có cái nét đó mà càng ngày nó vẫn giữ nguyên như vậy là thôi, không ai chịu nổi với ông Phao-lô, với ông Führer đâu. Và cái cuối cùng, sau khi Jericho sụp đổ thì có một cái lời lệnh của Joshua nói như thế nào ở câu 26. Bây giờ Joshua phát lời thề rằng phàm ai trỗi dậy xây lại thành Jericho này sẽ bị rủa xả trước mặt Giê-hô-va. Đặt nền nó lại, tất con trưởng nam mình phải chết. Dựng cửa nó lại, tất con út mình phải chết. Nói một cách khác, khi chúng ta đã đạp đổ những đồn lũy rồi, chúng ta đã chiếm lấy được Jericho rồi, đừng xây dựng nó lại nữa. Vì xây dựng nó lại chúng ta sẽ bị rủa xả ngay. Chúng ta trở lại tâm trí cũ là chúng ta sẽ nhận lấy những cái sự bị hình phạt của cái tâm trí cũ. Chúng ta biết rất rõ về điều đó. Cho nên đừng bao giờ lấy cái đời sống cũ. Bây giờ muốn sao? Muốn sao? Hả? Muốn tôi trở lại con người cũ phải không? Hả? Ngày xưa biết nha, tôi mà săn tay áo là xong đó nha. Không cần. Phao-lô thì ông khoe con người cũ không? Ông nói gì? Trong tất cả mọi người có tội tôi là số 1. Ông không ngủ người xưa. Nè, hồi trước tôi bắt bớ nè, bây giờ nói không nghe hả? Muốn gì đây? Tôi trở lại con người cũ rồi tôi bắt bớ nữa cho coi. Không có. Tôi đã từng thấy có một người đã vỗ ngực xin tên. Muốn không? Tôi trở lại con người cũ cho ông thấy. Hồi trước á, con người của tôi ngày trước là bà phải ăn cơm chan nước mắt, mà biết không? Và anh chị em biết điều gì xảy ra cho người đó không? Người đó đã trở lại con người cũ thật sự. Và cuối cùng người đó chết trên mâm rượu, đang ngồi nhậu và gục tại bàn, chết ngay tại bàn. Sự cứu rỗi tôi không biết. Chúa tính làm sao tôi không biết. Nhưng rõ ràng đó không phải là gương tốt. Đừng xây lại Jericho. Bởi vì xây lại thì sao? Bị rủa xả trước mặt Giê-hô-va. Đặt nền nó, con trưởng chết. Dựng cửa nó, con út chết. Điều này đã được ứng nghiệm trong các vua thứ nhất chương 16. Câu 34, các vua nhất chương 16 câu 34. Trong đời Ahab, Hiên ở Bethen xây lại thành Jericho. Khi người ta đặt nền nó thì mất Abiram con trưởng nam mình.
lúc dựng các cửa thì mất Serub con út mình, theo như lời Đức Giê-hô-va đã cậy Giô-suê con trai của Nun mà phán ra. Không biết cách bao nhiêu thế hệ, nhưng mà cái lời của Giô-suê là người chiến thắng thành phố này, ông đã công bố ra. Người chiến thắng sẽ là người có quy quyền. Chúa Giê-xu đã chiến thắng và chúng ta nhờ chính Ngài để chúng ta thắng hơn mọi phần. Như vậy những gì lời của Giê-xu nói ra, chúng ta tin chúng ta nhận được phước, còn chúng ta nghịch lại thì chúng ta không được phước. Giô-suê đã nói, nhưng mà Hi-ên ở Bê-tên, ông có thể không biết về vấn đề này, hoặc là qua truyền miệng có thể lâu đời lắm chắc là không sao. Cho nên cuối cùng là trong thuộc thể ông xây dựng, ông dựng cửa thì khi mà lập nền thì sao ạ? Con trưởng chết, dựng cửa thì con út chết. Con trưởng là thừa hưởng gia sản, con út đó là niềm an ủi, sự khích lệ, bình an. Nếu chúng ta dựng lại cái con người cũ, chúng ta trở lại với cái con người cũ của mình, thì chúng ta sẽ không hưởng được quyền thừa kế và chúng ta không có bình an. Đừng xây dựng lại Jericho. Amen. Chúng ta triệt hạ đó rồi, chiếm lấy rồi, và chúng ta trở thành người chiến thắng để tiếp tục xây dựng vương quốc của Đức Trời. Đừng xây dựng lại Jericho. Amen. Chúng ta nói với người bên cạnh, đừng xây dựng lại Jericho. Chúa ban phước cho tất cả ông bà chị em. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa.